là một streamer đầy tai tiếng, cô nàng có nickname đi từng là cái tên được lưu vào sổ đen về chuyện streamer khoe thân của Hàn Quốc. Những năm 2019, nữ streamer này từng bị lên án suốt một thời gian dài vì lột bỏ hoàn toàn quần áo ngay trong buổi livestream của mình theo yêu cầu của các fan nam để nhận về dona. Đó cũng là lý do khiến đi nhận phải rất nhiều ánh mắt không hề dễ chịu bởi cư dân mạng nước này nữ streamer từng nhận về vô số chỉ trích của Netizen vì cởi đồ khoe thân trên sóng. Tuy nhiên sau khi nhận về quá nhiều lời chỉ trích thì nữ streamer cũng đã thay đổi và livestream lành mạnh hơn. Dù không còn khoe thân trắng trợn như trước nhưng streamer này vẫn thường xuyên ăn mặc khá hở hang với những bộ quần áo mỏng manh. Nội dung livestream của cô nàng thường là những màn vũ đạo đẹp mắt và trò chuyện cùng khán giả những vũ điệu nóng bỏng chính là thứ thu hút người xem nhất của cô nàng streamer. Ngoài ra còn là vẻ xinh đẹp và rất chiều phan. Phải đến khi nền tảng livestream mà cô nàng đang đầu quân, Africa siết chặt lại luật và liên tiếp ra nhiều lệnh cấm sóng thì cô nàng đi mới bớt những chiêu trò. Mới đây, trong một buổi livestream của mình, thì nữ streamer này đã chia sẻ rằng việc mặc quần áo kín đáo khiến cô khó xử trước người xem thậm chí cô nàng vẫn rất táo bạo khoe với khán giả rằng mình có mặt đầy đủ cả nội y, điều trước đây nữ streamer này toàn lách luật để làm ngược lại. Cô nàng vén nhẹ áo để cho người xem biết mình vẫn mặc đầy đủ và kín đáo khác với trước đây. Hiện tại, thu nhập của Dia cũng thuộc hàng top đầu trong dàn streamer của nền tảng livestream Africa. Được biết, nữ streamer này từng thu nhập đỉnh điểm lên đến hàng tỷ đồng mỗi tuần sau khi đã ăn chia cùng nền tảng và trừ thuế ảnh internet